Sát thủ Triều Tiên ám sát Tổng thống Hàn Quốc bất thành, quy hàng và cái kết bi thảm của gia đình. Hơn 50 năm trước, người đàn ông này từng khiến cả thế giới xôn xao khi lạnh lùng tuyên bố trước ống kính: "Tôi đến để cắt cổ Park Chung-hee." Đó là năm 1967, Kim Shin-jo, khi ấy là một trong 31 thành viên ưu tú nhất, được lựa chọn cẩn thận từ đơn vị đặc công của Triều Tiên để cử đi ám sát Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee. Họ được huấn luyện khắc khổ trong 2 năm về các kỹ năng đổ bộ xâm nhập, ám sát, tấn công, trốn thoát. Các bài tập của họ rất khó khăn và thường diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như chạy với tốc độ gần 13 km/h, trong khi đeo ba lô nặng 30 kg trên địa hình trắc trở dưới thời tiết lạnh giá, đôi khi khiến họ bị chấn thương hay tê cóng chân. Thậm chí còn bị bỏ đói, buộc phải ăn rắn và ếch trong các khu rừng Triều Tiên. Một trong những thử thách khó khăn nhất là đào mộ và ngủ bên cạnh xác chết để tránh lùng sục. Họ còn mặc đồng phục quân đội Hàn Quốc để cải trang và nói được giọng Seoul. Trong 15 ngày cuối cùng, đội biệt kích luyện tập tấn công Nhà Xanh, tức dinh Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ, với bản sao có quy mô y như thật. Kim Shin-jo nói, "Chúng tôi rất tự tin, chúng tôi biết tất cả về hàng phòng thủ của Nhà Xanh." Cuộc ám sát đẫm máu. Đêm ngày 16 tháng 1 năm 1968, đội biệt kích lên đường, họ mặc đồ trùm kín người với quân phục Hàn Quốc bên trong. Mỗi người mang theo một khẩu tiểu liên, một súng ngắn, một mình chống tăng và 8 quả lựu đạn. Hôm sau, đội biệt kích cắt hàng rào thép gai tại khu phi quân sự Liên Triều, vượt qua bãi mìn dày đặc và sự canh gác nghiêm ngặt. Nhưng khi đến núi Simbong, họ bất ngờ gặp 4 người đốn củi Hàn Quốc. Một người trong đội biệt kích đứng ra giới thiệu mình là đội trưởng Kim bằng giọng Seoul. Nhìn quân phục họ mặc cùng cách nói chuyện, những người dân này không hề nghi ngờ, cho tới khi một người nhận thấy cấp hiệu của một người lính bị lùng ngược, cộng thêm việc gần đây đã có nhiều chương trình phát thanh ở miền Nam cảnh báo người dân đề phòng những kẻ xâm nhập. Một người vội hỏi, "Có phải các ông đến từ miền Bắc không?" Thấy bị lộ, đội trưởng Kim Jong-un trả lời, "Vâng, thưa các đồng chí, chúng tôi ở đây để giải phóng các bạn và đưa chủ nghĩa cộng sản đến Hàn Quốc." Các thành viên của đội biệt kích đã tranh cãi nhau về việc có nên sát hại những người này không, vì nếu họ tiết lộ về cuộc gặp thì kế hoạch ám sát có thể thất bại. Thế nhưng, thời tiết lúc đó lạnh thấu xương, mặt đất đóng băng cứng như đá, nếu thủ tiêu 4 người này thì cũng không thể chôn xác phi tang. Cuối cùng nhóm quyết định không giết chết 4 người dân và thuyết giảng cho họ về chủ nghĩa cộng sản và cuộc sống tốt đẹp tại Bắc Triều Tiên, đồng thời hứa cho họ một vị trí trong chính quyền cách mạng sẽ được thành lập sau khi đơn vị 124 hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thả họ đi và cảnh báo không được nói cho ai, nếu không họ phải chết. Nhưng ngay sau đó, 4 người này đã chạy đến đồn quân sự gần nhất để báo vụ việc. Hàn Quốc liền điều động lực lượng lùng sục khắp nơi, trong khi an ninh tại Seoul được thắt chặt tối đa. Kim Shin-jo kể, "Họ chặn đường, không thể ngăn chặn chúng tôi. Họ nghĩ chúng tôi di chuyển với tốc độ khoảng 8 km/h, nhưng thực tế chúng tôi đi với tốc độ 12 km/h. Họ chặn đường nhưng lúc đó chúng tôi đã đi qua rồi." Đội biệt kích Triều Tiên vẫn đến được thủ đô Seoul, nhưng nhiệm vụ trở nên khó khăn trong bối cảnh bị lộ. Họ ngụy trang thành lính Hàn Quốc và thực hiện một cuộc tấn công vào thẳng Nhà Xanh lúc 22 giờ tối ngày 21 tháng 1 năm 1968. Đội biệt kích tiếp cận trạm kiểm soát Sejong Cheung Sahamun và chỉ còn cách phủ tổng thống khoảng 100 m, nhưng ở đây họ bị lộ và phải nổ súng. Một cuộc đọ súng dữ dội xảy ra sau đó, một chiếc xe buýt chở dân thường cũng bị vướng vào làn đạn, khiến một số người bỏ mạng. Dù cố gắng hết sức, những người lính Triều Tiên vẫn không thể tiến gần hơn được nữa. Đối thủ của họ có vũ khí hạng nặng, thậm chí cả xe tăng và quân đội tiếp viện đang được triển khai từ mọi góc cách, không có cách nào để vượt qua. Lúc này Đại úy Kim ra lệnh cho biệt kích rút lui và giải tán. Họ bỏ chạy hầu hết đều hướng về phía Bắc. Lựa chọn khó khăn và kết cục bi thảm của gia đình. Kim Shin-jo đã làm theo bản năng của chính mình chứ không phải theo mệnh lệnh. Ông cay đắng trước nhiệm vụ thất bại và cảm thấy những quyết định sai lầm của Đại úy Kim là nguyên nhân. Kim sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để giết Park, nhưng ông không muốn chết vô ích. Ông nói, "Tôi nghĩ trước hết tôi muốn sống." Ông cảm thấy mình chưa đạt được điều gì trong cuộc đời. Ông chưa bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc với người phụ nữ nào, vì các lính biệt kích được yêu cầu phải là người độc thân. Ông đã không ăn gì trong những ngày trời lạnh buốt và ông còn chưa bắn một viên đạn nào trong cuộc đọ súng.
ông đang đặt câu hỏi không chỉ về mệnh lệnh của người lãnh đạo mà còn về sự tồn tại của chính mình. Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi muốn sống. Vì vậy, ông đã chạy trốn khỏi đồng đội và chạy trốn khỏi Triều Tiên. Sau đó, Kim bị bắt khi lính Hàn Quốc bao vây ông trong một ngôi nhà trên núi gần trung tâm Seoul. Ông nghĩ, nếu tôi chết sau khi giết Park Chung-hee, thì tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nhưng nếu tôi không giết Park Chung-hee, thì tại sao tôi phải chết? Vì vậy, ông đã đầu hàng. Trong số 31 thành viên của đội biệt kích, 29 người đã thiệt mạng. Kim Shin-jo là người duy nhất bị bắt. Một người khác là Park Jae-kyung đã trốn về Bắc Triều Tiên. Sau này, ông được phong hàm tướng 4 sao. Bên Hàn Quốc cũng có 26 người chết và 66 người bị thương trong cuộc tấn công đẫm máu, trong đó có đến 24 thường dân. Trong vòng một năm sau đó, Kim Shin-jo bị giam giữ, thẩm vấn, giáo dục rồi được thả vì lý do ông chưa hề nổ phát súng nào. Sau đó, ông được nhập tịch Hàn Quốc và lập gia đình. Nhưng quyết định quy hàng của Kim đã khiến gia đình ông chịu kết cục bi thảm. Ông nói, nếu tôi nổ súng cùng với các đồng đội của mình và nếu tôi bị kết án chung thân hoặc tử hình, tôi sẽ được coi là một nhà cách mạng. Nhưng vì tôi đã giơ tay và muốn sống nên bị coi là kẻ đào tẩu và họ đã xử tử gia đình tôi. Phải mất nhiều năm Kim Shin-jo mới biết được số phận của cha mẹ và 6 anh chị em của mình thông qua lời kể của một người đào tẩu khỏi Triều Tiên khác. Người này cho biết gia đình Kim Shin-jo đã bị xét xử công khai và bị xử bắn trước tòa án nhân dân. Về phía Triều Tiên, họ chưa bao giờ thừa nhận sự tham gia của mình vào cuộc ám sát và khẳng định nó được tổ chức bởi người Hàn Quốc. Sau này, khi được hỏi cảm nhận về Tổng thống Park Chung-hee, người mà ông được lệnh đi giết, Kim nói, trước đây, tôi không biết tại sao Kim Il-sung lại muốn giết Park, nhưng tôi đã biết được lý do khi tôi dành thời gian ở đây. Chắc hẳn ông Kim sợ một nước nghèo như Hàn Quốc khi đó trở nên giàu có. Khi nền kinh tế được cải thiện, Hàn Quốc sẽ có thêm tiền để mua vũ khí. Đối với Kim Nhật Thành, ông Park phải ra đi nếu miền Bắc muốn biến miền Nam thành một quốc gia cộng sản. Tôi được cử đến đây để giết Park, nhưng thay vào đó, theo thời gian tôi lại dần tôn trọng ông ấy. Những thành tựu của ông ấy trong việc phát triển kinh tế nhanh chóng phải được ghi nhận. Cuộc sống mới ở Hàn Quốc. Ông Kim hiện đã sống ở Hàn Quốc đủ lâu để nói ngôn ngữ này mà không hề có giọng Triều Tiên. Nhưng trong những năm đầu tiên, cuộc sống mới của ông ở Hàn Quốc không hề dễ dàng. Ví dụ, khi con trai ông học tiểu học, cậu tìm thấy trong sách giáo khoa một hình ảnh giống như con quỷ có sừng trên đầu, bên dưới là tên của cha cậu. Các bạn cùng trường chế giễu cậu là một đứa trẻ cộng sản. Khi vợ Kim đi mua sắm, hàng xóm cũng khinh miệt, gọi cô là vợ cộng sản. Trước sự khinh thường của người dân địa phương, gia đình Kim phải chuyển đến một thị trấn khác. Nhưng người dân ở đó cũng biết được quá khứ của ông và gia đình Kim lại trở thành đối tượng bị chế nhạo. Kim cảm thấy rất có lỗi khi gia đình phải chịu đau khổ vì quá khứ của mình, cộng thêm việc cha mẹ, người thân ông bị hành quyết công khai ở Triều Tiên. Quá choáng ngợp trước sự phản đối của dư luận miền Nam và ngập trong cảm giác tội lỗi, Kim đã nhiều lần định tự tử. Nhưng may mắn là cuối cùng, ông đã tìm thấy niềm an ủi trong tín ngưỡng và chính vợ là người đã giúp ông. Một ngày nọ, vợ ông muốn đến dự một nhà thờ. Kim đồng ý nhưng ban đầu hoạt động ở nhà thờ làm ông bối rối vì có quá nhiều nghi thức tương tự như ở Triều Tiên. Kim nói, khi mọi người cầu nguyện với Chúa, điều đó làm tôi nhớ đến Kim Il-sung, người được gọi là Chúa ở Triều Tiên. Khi người ta nói Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, tôi lập tức nhớ đến Kim Jong-il. Từ sám hối cũng khiến tôi nhớ đến tự phê bình ở Triều Tiên, số tiền quyên góp có vẻ giống như phí đảng viên. Kim thấy rằng chủ nghĩa cộng sản và cơ đốc giáo có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên sau này, ông đã dần tìm được bình yên qua tín ngưỡng tâm linh và quyết định trở thành mục sư để phục vụ cộng đồng. Hiện ông đã có cháu và có cuộc sống ổn định. Ông nói, tôi muốn cho những người đào thoát khỏi Triều Tiên biết rằng Hàn Quốc là quốc gia mà bạn có thể thành công nếu làm việc chăm chỉ. Thế nhưng quyết định cách đây hơn 5 thập kỷ vẫn đè nặng lên ông, ngay cả khi những sự kiện trong quá khứ đã chìm vào quên lãng. Ông nói, tôi đã sống, nhưng trái tim tôi đau nhói khi nghĩ về cha mẹ và anh chị em mà tôi đã bỏ lại phía sau. Đây là nỗi đau tôi phải mang theo xuống mồ.